Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một bài áp dụng mới. Bài áp dụng này sẽ sử dụng tới nốt móc đơn mà chúng ta đã tập ở trong clip lần trước. Bài nhạc này có tên là Go Tell on Trudy. Đây là một bài nhạc dân ca nên là nó cũng có khá nhiều dị bản. Thậm chí ở trên mạng gần đây còn xuất hiện một dị bản có giai điệu nghe có khá là rùng rợn của bài hát này. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ chơi bài hát này với một giai điệu nhẹ nhàng và tươi sáng mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích bài hát này. Thì nhìn vào hóa biểu của bài nhạc này vẫn có 3 dấu thang, có nghĩa là nó vẫn là thuộc về gam la trường. Chúng ta sẽ không có thay đổi gì về cách ấn ngón tay cả. Tiếp theo là bài nhạc này thuộc về nhịp 4/4. Nhịp 4/4 chúng ta sẽ có hai phách mạnh ở trong một ô nhịp, một phách mạnh ở đầu ô nhịp và một phách mạnh vừa ở phách số 3 của ô nhịp. Cách để mà kéo phách mạnh và mạnh vừa và cách xác định vị trí để nhấn mình đã nói ở trong clip lần trước. Trong clip này mình sẽ không nhắc lại cái điều đó nữa. Tiếp theo, nếu các bạn để ý kỹ hơn thì bài nhạc này nó vẫn chỉ là lên xuống ở trong quãng 2 mà thôi. Nó có một số sự biến đổi một chút nhưng tất cả vẫn chỉ là quãng 2. Ví dụ như là Do, Do, Si, La, La, Si, Si, Do, Si, La. Tất cả như vậy vẫn là quãng 2 mà thôi. Còn những cái đoạn mà từ La chuyển sang Mi, 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 Re, Do, Do, Si, La, Si, Do, La. Từ La sang Mi thì là 2 dây buông, nên chúng ta cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Để kéo tốt được bài nhạc này mà hạn chế được việc sai cao độ thì chúng ta chỉ cần kéo gam la trường thật tốt, vậy là được. Tiếp theo, để thêm một chút các bạn có thể nhận ra, bài nhạc này cũng có kết cấu giống như bài Twinkle, Twinkle, Little Star. Đó là nó có kết cấu 3 phần. Phần mở đầu chính là dòng đầu tiên của bài nhạc, phần thân là dòng số 2 và phần số 3 là phần kết, nó sẽ hồi tưởng lại phần đầu nên nó sẽ có giai điệu giống hệt phần đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách kéo của bài nhạc này. Nếu như các bạn đã chia vĩ thành 4 phần thì với nốt móc đơn chúng ta sẽ chơi ở 1/4 vĩ. Đây, 1/4 vĩ. Có thể là 1/4 vĩ ở nửa dưới hoặc là 1/4 vĩ ở nửa trên. Đó, nốt móc đơn. Với nốt đen thì chúng ta vẫn chơi hai khúc vĩ. Nốt trắng của chúng ta cũng sẽ chơi hai khúc vĩ, nhưng chúng ta sẽ kéo vĩ chậm lại hơn nốt đen. Có thể có những cách kéo khác là kéo dài hết cả vĩ, hoặc là chỉ kéo nửa trên hoặc kéo nửa dưới. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ luyện tập ở khoảng hai khúc ở giữa vĩ mà thôi. Thì như mình đã nói ở đầu, bài nhạc này nó sẽ có giai điệu nhẹ nhàng và tươi sáng, nên khi kéo vĩ chúng ta cũng sẽ sử dụng đường vĩ không miết vĩ quá nhiều, không nhấn ở đầu quá nhiều. Nó vẫn có nhấn nhưng không nhấn quá nhiều. Và chúng ta sẽ sử dụng đường vĩ liền, có nghĩa là hạn chế sự ngắt quãng giữa các nốt. Ví dụ như thế này, đoạn Do, Do, Si, La. Thì nốt Do đầu tiên là nốt đen, mình sẽ kéo, kéo trong hai khúc vĩ. Do, Si là móc đơn. Đến nốt La lại là nốt đen và hai khúc vĩ. Đây nốt đen. Mình sẽ hạn chế những cái tiếng nhấn quá mạnh ở đầu như này. Như vậy, nếu nhấn quá mạnh thì nó sẽ mất đi cái tính nhẹ nhàng và tươi sáng của bài nhạc. Và mình cũng sẽ không sử dụng đường vĩ dứt như này. Mà mình sẽ sử dụng đường vĩ liền. Sẽ hợp được với sắc thái của bài nhạc hơn. Trước khi kéo bài nhạc này thì chúng ta sẽ sướng âm lên trước đã. Và để sướng âm thì chúng ta cần phải có âm chuẩn. Mình sẽ bắt âm chuẩn đây. Do, Do, Si, La, La, Si, Si, Do, Si, La. Với bài nhạc này thì chúng ta sẽ chỉ nên chơi hai ô nhịp một để chúng ta có thể cảm nhận ra được cái phách mạnh và phách mạnh vừa của nó. Thì khi hát thì chúng ta sẽ cố gắng thể hiện được cái phách mạnh và phách mạnh vừa ở ngay trong câu hát của chúng ta. Ví dụ như là Do, Do, Si, La. Nốt La chính là phách số 3, thì là chúng ta sẽ hơi nhấn vào phách đó. Nốt Do là phách mạnh ở đầu, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào Do, Do, Si, La, La, Si, Si, Do, Si, La. Ở ô nhịp số 2 thì phách mạnh nó sẽ rơi vào nốt Do, Do, Si, La. Mình sẽ hát lại để các bạn nghe. Do, Do, Si, La, La, Si, Si,
Do si la. Vì đây là nhịp 4/4, nó có một phách mạnh và một phách mạnh vừa, thì chúng ta cần phải cố gắng cảm nhận bài nhạc hơn một chút nữa. Bây giờ mình sẽ thử kéo lại đoạn nhạc đầu tiên, đó là nhấn chút đây. Mình vẫn cố gắng thể hiện được phách mạnh và phách mạnh vừa trong bài nhạc. Mạnh. Như khi kéo thì chúng ta để thể hiện được cái sự nhẹ nhàng của bài nhạc này thì chúng ta sẽ hạn chế tiếng nhấn đi ở một mức độ mà tự cả bản thân các bạn cảm thấy như vậy là đủ và thấy hay. Đó là hai ô nhịp đầu tiên. Bây giờ là hai ô nhịp tiếp theo. Khi học bài này thì các bạn hãy cố gắng học thuộc hai ô nhịp một, sau đó ghép lại thành được một dòng nhạc. Rồi khi các bạn đang học thuộc được dòng số 1 thì chúng ta lại học thuộc dòng số 2. Rồi từ đó chúng ta sẽ ghép được thành một bài hoàn chỉnh. Lý do vì sao chúng ta nên học thuộc thì mình đã nhắc ở các clip trước rồi. Chúng ta nên học thuộc để chúng ta có thể thoải mái khi kéo, không cần thiết phải nhìn vào bản nhạc. Lúc đó chúng ta có thể điều chỉnh được vĩ, điều chỉnh được nhịp, điều chỉnh được tư thế của mình một cách thoải mái hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào hai ô tiếp theo. Mi mi re do do si la si do la. Sẽ kéo vào đó. Phách mạnh đây. Phách mạnh vừa. Mạnh. Như vậy, mình sẽ kéo lại. Đó là hai ô nhịp tiếp theo. Khi đã thuộc được hai ô nhịp đầu tiên và hai ô nhịp tiếp theo thì chúng ta sẽ ghép nó lại thành một dòng nhạc. Đó là dòng đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào hai ô nhịp đầu tiên của dòng tiếp theo. Do do re mi mi fa fa mi re do. Rồi mình sẽ kéo vào đó. Mạnh này. Đó, như vậy. Mình thử làm lại. Do do re mi mi fa fa mi. Rồi mình sẽ kéo vào đó. Mạnh này. Như vậy, mình kéo lại nữa. Bây giờ chúng ta sẽ kéo toàn bộ câu số 2. Như vậy. Và sau khi đã thuộc được câu số 1, câu số 2 rồi thì lúc đó chúng ta sẽ ghép lại thành một bài nhạc hoàn chỉnh. Với bài nhạc này thì chúng ta cũng sẽ cần có một số lưu ý như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải để ý để có thể chia rõ được độ dài của vĩ. Thường thì có khá nhiều người sẽ nhầm nốt móc đơn, cũng sẽ kéo dài đường vĩ dài như là nốt đen như thế này. Như vậy nó sẽ khiến cho chúng ta khó để kiểm soát được cường độ của nốt nhạc. Vì vậy hãy cố gắng chia vĩ thật đều ở trong bài nhạc này. Tiếp theo là mọi người sẽ có thể là dễ bị nhầm ở phách mạnh và phách mạnh vừa. Chính vì thế các bạn hãy cố gắng nghe thật nhiều, có thể thu âm bài nhạc của mình rồi nghe lại để xem là chúng ta có bị kéo bị mất phách mạnh hoặc là kéo phách mạnh vừa bị to bằng phách mạnh hay không.
Ví dụ có một số người thì kéo sẽ quên nốt phanh mạnh như này. Đó là bài nhạc không hề có nhấn, hoặc là bị nhấn phanh mạnh ngang phanh mạnh vừa như này. Như vậy thì nó sẽ mất đi cái tính chất nhẹ nhàng của bài nhạc đi. Sau hai clip của hai bài nhạc áp dụng vừa rồi, có một số bạn nói với mình là cái cách mà mình dạy có vẻ như là hơi nhanh, khiến cho các bạn không nắm được là vị trí ấn nốt ở trên cần đàn. Thì cũng như ở clip trước mình đã nói là mình không muốn hướng dẫn chi tiết đến như vậy để cho các bạn có thể chủ động đọc bài nhạc hơn. Nhưng để các bạn có thể học được theo giáo trình của mình tốt nhất, thì trong bắt đầu từ clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn về vị trí ấn nốt ở trên cần đàn của từng bài hát. Ví dụ như bài này thì bắt đầu nốt đô của chúng ta sẽ ấn ngón tay ở đây. Chúng ta sẽ chỉ ấn một ngón tay khi chúng ta ấn nốt nhảm thôi, chúng ta không giữ cả hai ngón tay một lúc. Đô đây. Tiếp theo là đô si thì đô đây và nó si. Sẽ chỉ quanh quẩn ở trong cái ngón số 1 và ngón số 2 và dây buông ở đây thôi. Tiếp theo, hai câu tiếp theo là mi chính là dây buông ở đây. Mi. Tiếp theo mi, re là ngón số 3 ở trên dây la. Đô lại là ngón số 2. Rồi nó si. La, si, đô, la. Như vậy, đó là hai câu tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ sang dòng số 2. Đô là ngón số 2 ở trên dây la. Đô, re là ngón số 3. Mi, mi ở dây buông. Fa là ngón số 1 trên dây mi. Fa, fa, mi, re, re là ngón số 3 ở trên dây la. Đô, tiếp theo. Đô, đô, re, mi, mi ở dây buông. Fa là ngón số 1. Fa, mi là dây buông. Rồi sau đó chúng ta sẽ lặp lại y hệt như dòng đầu tiên. Thì tất cả những cái gì mà mình vừa nói ở trên đều là ở cấp độ nốt nhạc mà thôi. Nó sẽ chỉ giúp cho các bạn kéo được nốt nhạc được tốt hơn. Nhưng để kéo được thành một bài nhạc hay thì các bạn vẫn cần phải nghe nhiều và kéo nhiều để hình thành nên được một cái giai điệu ở trong đầu mình. Và lúc đó các bạn có thể tự thể hiện ra bằng cây đàn của mình. Bây giờ là cách kéo của mình. Bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn.